Vâng, để mời ông Sơn, chào bác. Hôm nay xin phép giới thiệu bộ sản phẩm mới về cửa anh em, đó chính là bộ sản phẩm máy khoan điện Makita 2 chức năng. Máy là dòng 2 chức năng, có búa khoan tường, có nhắp. Máy có thể khoan mắc búa lên đến mũi phi 16, nghĩa là các bác có thể khoan tường mũi phi 16 nhé. Và máy có thể khoan sắt đến mũi phi 13, máy sử dụng đầu mang danh 13 ly. Đấy. Về bộ sản phẩm thì là sử dụng động cơ có chổi than, sử dụng nguồn điện 220. Về máy thì than trong thì thay cũng rất là phổ thông thị trường thôi, 10-20 ngàn một bộ chổi than. Đấy. Bộ sản phẩm thì có mã là HB1630. Bộ sản phẩm này là hàng mới về cả anh em. Em ưu đãi với giá là 730 ngàn có nhé. 730 ngàn thì được miễn phí vận chuyển tận tay các bác. Sản phẩm đầy đủ là một máy này, một tay cầm, một thước đo tâm. Và đi kèm cho các bác đầy đủ như hết trong hình đây. Đó chính là hai mũi khoan gỗ, hai mũi khoan tường và 5 mũi khoan sắt này. Đi kèm cho các bác những viên đá mài nhỏ nhỏ để các bác đánh bóng mài mòi. Đấy, nắp ở đầu máy 4 viên nha các nhá. Và đi kèm cho bác là những mũi đầu 4 cạnh, 2 cạnh và những đầu bu lông. Đấy, đầy đủ hết cho các bác nhá. Về các bác sẽ sẵn sử dụng thôi ạ. Các bác nghe tay hàng đi ạ. Giá chỉ còn 730 ngàn thôi ạ. Bộ sản phẩm máy khoan điện Makita 2 chức năng, có búa. Về cách sử dụng thì cũng rất là phổ thông thôi, không có gì quá khó cả. Khi các bác muốn sử dụng khoan búa thì các bác gạt từ chế độ trên đầu đây, trên lưng máy sẽ có một cái thanh gạt, các gạt sang, các bác nhìn thấy chữ T là sẽ là chế độ khoan búa các nhá. Đấy. Còn khi các bác gạt lại sang hiển thị hình chữ vít đây thì là chế độ khoan và bắn vít các nhá. Đấy. Máy có thể khoan được mắc mũi khoan tường lên đến mũi phi 16. Đấy. Và khoan sắt thì đến mũi phi 13. Máy sử dụng đầu mang danh 13 ly. Đây, đầu băng danh này thì rất là cân, chắc chắn các bác phải sử dụng để đánh bóng mài mòi rất là ok các nhá. Mấy cái tay cầm các bác có thể dễ thao tác và có thước đo tâm. Thước đo tâm này thì các bác có thể chỉnh dài ngắn để khoan. Đấy, sử dụng để khoan. Máy có tem bảy màu cho các bác nhá. Đấy. Về thiết kế thì máy có cò điều tốc. Đấy. Có gạt đảo chiều và cò điều tốc cho các bác này. Máy có khóa công tắc không nhá. Đấy. Máy sử dụng động cơ có chổi than. Về máy thì bên em cam kết là 100 đồng. Còn than thì thay thế cũng rất là đơn giản thôi. Các bác dùng nhiều thì sẽ hết than, thì có thể ra những tiệm kim khí mua than. Than nó cũng chỉ có khoảng 10-15 ngàn bộ thôi, cũng rất dễ thay. Và về thông số kỹ thuật thì máy có mã là HB1630. Máy có thể khoan mắc mũi búa lên đến mũi phi 16 và khoan sắt lên đến mũi phi 13 có nhá. Máy sử dụng nguồn điện 220, có công suất là 710W. Máy có tốc độ vòng tua từ 0 cho đến 48.000 vòng trên 1 phút các nhé. Đấy, rất là nhanh, tốc độ vòng tua từ 0 cho đến 48.000 vòng trên 1 phút, rất là nhanh các bạn. Vậy máy thì có thiết kế tay tháo băng danh ở phía đuôi máy các nhé. Khi các bác cần thì các bác lấy ra, còn khi xong dùng tháo mắp mũi xong các bác nhét vào đây. Đấy, có đi kèm này các bác nhé, rất là dễ chịu. Vậy sản phẩm đi kèm cho các bác là những mũi khoan sắt, khoan gỗ và khoan tường. Hai mũi khoan tường cho các bác về sẵn sử dụng luôn này. Hai mũi khoan gỗ và 5 mũi khoan sắt. Đi kèm cho các bác những đầu đá mài đánh bóng. Các bác là sử dụng để đánh bóng những vị trí sắt và những mũi 4 cạnh, 2 cạnh, những đầu bu lông cho các bác nhé. Đầy đủ hết đấy ạ. Nhận hàng thì các bác được bỏ máy ra kiểm tra bắn thử. Ok rồi mới trả tiền các bác nhé. Vâng, vừa rồi em giới thiệu qua một sản phẩm máy khoan điện Makita 2 chức năng. Em xin phép được báo lại rồi nhá. Bộ sản phẩm này là hàng mới về cửa anh em. Em ưu đãi với giá là 730 ngàn. 730 ngàn thì được miễn phí vận chuyển tận tay các bác. Nhận hàng các bác được kiểm tra, bắn thử máy, ok rồi mới trả tiền các bác nhá. Nếu bạn nào quan tâm, hãy liên hệ với số điện thoại trên màn hình 0967852114. Sản phẩm có phiếu bảo hành cho các bác 12 tháng các bác nhá. Các bác nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để nhận những thông báo và những video mới, những sản phẩm mới chất lượng các bác nhá. Vâng, em xin phép kết thúc video tại đây. Chúc các bác có sự lựa chọn thật là nào. Em xin cảm ơn.